Đèn bối ống Zago có quy cách là 0,72, 0,92, 1,12 và 1,42. Đó sánh đèn bối của Zago mà dạng ống. Cây này này là cây cũ, xả xài hôm nay gần 1 tháng. Cây này là cây mới, mình mượn đèn, mình review lại cho các bạn. Y cái trạng thái như vậy nè, rất là chắc luôn. Dục gì không sao nè. Dục. Bảo ghê nè, thấy không? Trong đây có vàng mút, rút không ra. Hiện tại mình đang cầm là 1,12 do cái hồ mình 1 thước 2. Thả đùng đùng, biết bữa nãy giờ không biết có sao không ta. Hên quá. Cái đèn. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn ở dưới trước nha. Cũng cùng một loại đèn luôn. Mà đèn ở trên là đèn mới. Đèn mới lúc nào nó cũng sáng hơn đèn dưới là đèn cũ. Mình xài hôm nay gần 1 tháng. Để cùng hướng này luôn nè, để cùng sát luôn chứ để trong sẽ khác, để cùng hướng luôn các bạn thấy. Giữa khi mà các bạn để ở trên dưới để dưới khác không? Làm cho như vậy mà cái độ đèn nó sẽ giảm cái chất lượng dữ lắm, cho nên các bạn muốn đẹp phải để dưới nước. Tắt ra. Sát quá chừng không? Mở hai bóng luôn nè. Đó đèn ống Zago kim long quá bối, bỏ trong nước. Bỏ trong nước thì đèn ở chế độ nó cao hơn rất là nhiều. Có hai nút. Tắt một cái vàng không, tắt không, trắng không. Trắng vàng ba chế độ, chế độ này là đẹp nhất. Lên cá đẹp. Bạn thấy rồi đó. Ok, mình review cho các bạn biết vậy nha. Đó thì khi các bạn nên sử dụng để trong nước.